Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2013, Vũ Nhân có mặt tại thành phố Fresno để gửi về quý vị buổi tiệc liên quan cuối năm của Hội khuyến học Fresno Clovis Vũ Nhân. Kính mời quý vị. Cho vui. Chuyện này nó, cái sự việc này nó, tiệc này nó xảy tới cách rất là nhanh chóng. Cái người mà tổ chức cái tiệc này rất là có lòng và có tâm. Xin quý vị cho cô Thảo một tràng vỗ tay. Cô Thảo đứng lên, cô Thảo, cô xin có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta như thế nào, thưa cô? Chương trình ngày hôm nay chủ yếu mang tính chất mang là một mùa Giáng sinh vui vẻ ấm cúng cho cộng đồng tại Fresno. Ban tổ chức tụi em cũng cố gắng hết sức để mang lại một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và ấm cúng để mà kêu gọi cộng đồng Fresno để mà hàng năm nó có những tổ chức giống như vậy. Vũ Nhân chân thành cảm ơn thời giờ của cô dành cho đài truyền hình SBTN. Cảm ơn anh. Một vài phút để cảm ơn những anh em trong hội khuyến học đã trong một năm vừa rồi đóng góp nhiều công sức. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho những anh em kế tiếp đây. Anh chú Nguyễn Khoa là ban cố vấn, Phạm Trung Kiên, mục sư Nguyễn Dịch Tảo, bác sĩ Nguyễn Loan và một thông tin viên Vũ Nhân. Xin cảm Vũ Nhân ở đây. Xin chào tràng pháo tay Vũ Nhân. Trong ban điều hành, trưởng ban điều hành là Nguyễn Lê Đình Quy, xin quý vị cho anh Quy chào một tay nữa. Có phó ban đối ngoại là Kevin ở đây, Kevin đứng lại Kevin. Và có anh Lộc là ban đối nội và tôi, cảm ơn tất cả rất nhiều. Và có anh Nguyễn, có anh Hoàng Lê Uy và chị Kim trong ban tài chính. Lifetime Furniture trong ban tài chính. Good try, chọn tốt. Thu quý là không phải anh Thảo mà là chị Thảo. Thư ký là chị Susan, đứng lên chị Susan thư ký, rất giỏi. Trong ban văn nghệ thì có anh Lược, Sang và Trí Kim và anh Quốc và anh Xuân. Chị Tâm rất giỏi, chị Tâm ở đằng kia, chị Tâm làm cho trường Clovis. Xin quý vị cho trường chị Tâm. Và Julie, chị Hiền, anh Hồ Sĩ Đạt, anh Lâm Nhân, Tony, anh Lê An, phở 37, tiệm nail ở Walmart, rồi tiệm nail gì nữa, rồi tiệm gì nữa, rồi tiệm gì nữa. Chị Mary Ann và chị Vân, xin quý vị cho mấy anh em trong hội khuyến học một tràng pháo tay. Bỏ nhiều công sức, xin quý vị cho tràng pháo tay cho anh Lê Quý, nên có một lời. Chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN biết được cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay như thế nào thưa anh? Xin chào anh Vũ Dân và xin chào tất cả khán giả của đài SBTN. Thì hôm nay Hội khuyến học Fresno Clovis sẽ tổ chức một cái buổi lễ tất niên cuối năm cho bà con trong hội và tất cả anh chị em ở thành phố Fresno cùng tham dự. Hội được thành lập cách đây một năm và đã tổ chức một cái buổi lễ phát phần thưởng vào ngày 26 tháng 5 năm 2013. Và để tiếp tục thì anh em trong hội cũng đang chuẩn bị để tổ chức hội chợ Tết Giáp Ngọ năm 2014. Và hôm nay thì mục đích của hội là để tổ chức cái buổi lễ tất niên cuối năm cho anh chị em trong hội. Xin cảm ơn. Là phần gì? Là phần ca nhạc. Xin hy vọng rằng tối hôm nay quý vị sẽ vui với ban nhạc cùng hát cho nhau nghe và đỡ khỏi mất lòng thời gian quý vị. Xin giới thiệu về thành phần ban nhạc. Anh Xuân Vi Tây, Hoàng Kiên Vitalik, Đình Chính Kimo. Và sang cũng số tâm tình một người bạn giống như một người thành phần của ban nhạc. Vinh Quốc Sách Simon. Và cũng không quên hôm nay có hai tay trống, anh Minh Khánh và Đặng Lượng. Vì trong hoa vào thơ dài.
Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị, kính mong quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình phát hình kỳ tới, Vũ Nhân sẽ gửi đến quý vị đầy đủ hơn buổi tiệc liên quan cuối năm tại thành phố Fresno.